Hôm qua ngày 9 tháng 3, ông Quỳnh 11, Bí thư huyện ủy Cờ Đỏ, đã có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan và địa phương có liên quan đến dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn qua thành phố Cần Thơ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, tổng chiều dài 14,36 km, đi qua các xã thành Phú, thị trấn Cờ Đỏ, Đông Thắng và Đông Hiệp. Diện tích đất thu hồi là 97,62 ha, có 384 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ đã ban hành kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án. Đã kiểm kê hoàn thành các trường hợp bị ảnh hưởng, quyền đảm bảo nền để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu dân cư ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo quyền quỹ cờ đỏ nhấn mạnh, đây là công trình dự án lớn nên cấp quỹ chính quyền địa phương cần quán triệt quan điểm chủ trương tuyên truyền vận động nhân dân đồng tình ủng hộ. Các ngành cơ quan có liên quan cần tham mưu tốt với quỹ ban nhân dân quyện để chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư cho người dân. Phối đấu đến ngày 30 tháng 6, bàn giao diện tích mặt bằng cho các gói thầu xây lắp.